Hôm nay chúng ta sẽ học bài cấu hình Java Sublet để ta có thể hiển thị một Sublet trên trình duyệt. Đây là một cái bước rất quan trọng khi chúng ta viết lập trình trên Sublet, thì chúng ta phải cấu hình cái Sublet này để trình duyệt có thể nhận diện được nó. Thì chúng ta làm bằng hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta cấu hình Sublet bằng XML. Thì trong cái website của chúng ta có một cái file web.html. File này để chúng ta việc cấu hình cái web của mình, và chúng ta có thể cấu hình cái sublet trong cái file này. Thì cái cấu trúc như sau: chúng ta sẽ dùng hai cái thẻ. Thẻ thứ nhất là thẻ sublet để chúng ta khai báo một cái sublet gồm có sublet name và sublet class. Thì lưu ý là cái sublet class này là cái tên sublet, nó phải là tên chúng ta viết. Chúng ta đã tạo ra cái class tên gì thì chúng ta copy vô quăng đây cho nó không bị sai nha. Cái thẻ thứ hai là sublet mapping, là dùng để map cái tên sublet đó với cái đường dẫn URL trên web. URL trên web đó là chúng ta dùng cái server mapping với hai thông số là server sublet name và URL pattern đó. Ví dụ như chúng ta có một cái sublet là hello sublet, hello sublet, và chúng ta kế thừa tới cái lớp cha là http sublet. Thì lúc này chúng ta sử dụng cái phương thức doGet trong cái vòng đời của nó. Thì chúng ta có vòng đời là service đó. Service thì cái doGet nó nằm trong cái giai đoạn đó. Thì chúng ta có doGet, doBot, doBoot, doDelete, đúng không? Thì trong này chúng ta viết một vài cái đoạn văn nhỏ nhỏ, một đoạn lệnh nhỏ nhỏ để chúng ta hiển thị tra trình duyệt. Chúng ta cấu hình cái sublet, hello sublet này trong file HTML bằng cái cấu hình phía trên. Thì chúng ta chạy chúng ta sẽ thấy được cái kết quả. Thì bây giờ chúng ta sẽ minh họa cái phần này cho các em biết ha. Ta khởi động Eclipse lên và chúng ta tạo ra một cái website. Và chúng ta có là hello sublet. Cấu hình và Tomcat nha. Có rồi thì chúng ta tiếp và chúng ta sẽ tạo web.html, sinh ra một cái file vào trong website của mình. Sau khi tạo xong một website thì chúng ta vào trong Java Resource và chúng ta tạo cái page kịch để chúng ta phân loại các class của chúng ta. Ví dụ VN.html.star đấy, nhận diện thương hiệu. Ok. Rồi, trong cái page kịch này chúng ta sẽ tạo được cái class. Đấy, và đặt cái tên class là hello sublet finish. Thì lúc này nó tạo ra một cái class cho chúng ta và chúng ta sẽ tiến hành viết code. Chúng ta kế thừa đến cái lớp cha. HTTP sublet. Và chúng ta chọn HTTP sublet. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức doGet. Phương thức doGet. Và viết cái code trong cái phương thức doGet này. Phương thức doGet này thì khi chúng ta lên trình duyệt, chúng ta gõ địa chỉ vô thì nó sẽ thực thi cái phương thức này. Thì chúng ta sẽ có một cái response chúng ta trả về coi thử là nó dạng nào. Set content type và chúng ta trả về cái dạng là text HTML dạng trang web ha. Dạng trang web thì chúng ta định nghĩa cái này để nó respond về. Rồi sau đó chúng ta có một đối tượng là ReadWriter. Và đối tượng này nó sẽ gọi cái respond.getWriter. GetWriter. Vậy thì cái đối tượng ReadWriter này chúng ta nó chưa nhận diện ra, thì chúng ta có thể đưa con trỏ chuột vào và chúng ta import cái thư viện nó vào nha, hoặc là bấm control shift m để nó lôi cái thư viện vào. Đấy. Sau khi chúng ta định nghĩa cái đối tượng đó rồi thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện gọi phương thức readline trong cái ReadWriter ra, và chúng ta thực hiện viết một cái đoạn, viết một cái dòng văn bản nha, nhỏ: xin chào các bạn,
tôi là Nguyễn Trung. Đấy. Được chưa? Rồi. Sẹt. H1. Đấy. Sau khi chúng ta kết thúc thì chúng ta nên nhớ là chúng ta nên close lại, là close cái đối tượng WinWriter này lại. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ vừa viết xong một vài cái nội dung để hiển thị nha. Thì nó có cái tô màu vàng thì các bạn gơ vuông trỏ vào thì nó kêu chúng ta tạo ra một cái serial version. Ở cái phiên bản mới này nó sẽ bắt buộc ta định nghĩa một cái cái version đấy. Ta lưu cell S lại thì nó hỏi là lưu bằng gì, thì trong cái subnet chúng ta có viết tiếng Việt thì chúng ta lưu với dạng là Unicode 8. Rồi. Sau khi ta có subnet này rồi, giờ chúng ta muốn cái subnet này nó hiển thị ra trình duyệt thì chúng ta sẽ cấu hình nó trong cái file web XML theo cái cách cấu hình là XML, được không? XML thì chỗ này chúng ta mở file web XML ra. Đấy, và chúng ta sẽ gọi cái thẻ là subnet. Thẻ subnet. Và trong thẻ subnet này chúng ta sẽ có thẻ select name và select đấy. Và select name thì chúng ta sẽ có là cái tên subnet nha, cái tên subnet của chúng ta là hello subnet nha, và cái class của chúng ta là subject class là chúng ta sẽ có là gì, cái đường dẫn package nha, đường dẫn package đấy, và cái tên subnet, tên class của chúng ta, xin lỗi, tên class của chúng ta ha, tên class. Đó. Và chúng ta định nghĩa khai báo xong cái tên sublet rồi, chúng ta map bin thì bằng cái thẻ là sublet map bin, sublet map bin đấy, và trong cái sublet map bin này chúng ta sẽ có là sublet name nha, sublet name thì chúng ta lấy cái từ tên, cái tên sublet trên xuống, nếu ta gõ vô thì nó có thể bị sai ký tự gì đó nha. Và tên thứ hai là URL, thì cái này là cái đường dẫn ánh sáng, cái đường dẫn web của mình. Đường dẫn web của mình, ví dụ sẹt mình không thích hello subnet, mình ghi là chữ xin chào, chữ xin chào đấy. Thì lúc này khi người ta gõ cái trình duyệt chúng ta vô và có dấu sẹt xin chào, tức là từ cái web server, từ cái web của mình, cái process của mình rồi sẹt xin chào, thì nó sẽ gọi tới cái subnet hello subnet và nó truyền đến cái subnet class và nó chạy thực thi nha. Thì chúng ta lưu nó lại và chúng ta chạy thử. Bây giờ chúng ta vào thẻ server. Thẻ server cái này được chưa? Đấy này. Server, và chúng ta add cái project mình vô. Add cái project mình vô cái server này. Đấy, để nó thực thi. Được chưa? Rồi giờ bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành chạy kích chuột phải vào cái sublet và chúng ta run net để chúng ta chạy cái sublet này trên server biên dịch ra. Thì sau khi nó tạt xong thì các bạn sẽ thấy trình duyệt nó hiện lên. Đấy, thì lúc này nó hiện là xin chào. Đấy, thì ban đầu cái phông tiếng Việt của tôi nó bị lỗi, cho nên nó sẽ không hiện ra, thì ban đầu nó có báo lỗi là lưu với dạng chuẩn kia rồi. Đấy. Đấy ra. Thì nếu chúng ta ta sẽ thêm cái ripon ripon chấm get encoding, get character encoding ha, get character encoding. Đấy, và chúng ta tức là chúng ta sẽ chuyển mã hóa nó về dùng cái 8 UTF-8. Set character encoding để chúng ta có, giờ ta xem thì ta request lại cái này coi thế nào nó. Thì lúc này nó hiển thị tiếng Việt cho chúng ta. Đấy, hiển thị tiếng Việt cho chúng ta. Đấy. Đó là cái cách cấu hình một cái sublet bằng XML. Bây giờ chúng ta qua cái cấu hình sublet bằng bây giờ chúng ta qua một cái cấu hình sublet khác, đó là cấu hình sublet bằng annotation. Đây là một cái thư viện cho phép chúng ta ánh xạ các URL pattern ra cho trình duyệt chúng ta. Từ sublet, nhớ là sublet từ 3 chấm trở lên thì chúng ta mới có cái thư viện này. Còn trước đó thì chúng ta dùng theo cách một là mapping XML. Thì chúng ta chỉ định nghĩa cái
a cộng web servlet, và trong này chúng ta có một cái tham số luôn là một cái thuộc tính là URL buttons, và chúng ta định nghĩa các cái URL đó, có thể đồng thời các nhiều cái URL, gõ URL nào chúng ta cũng ra hết, được chưa? Gõ URL nào cũng ra hết, và chúng ta có servlet đã. Vậy lấy cái bài vừa rồi chúng ta sẽ đổi cái này lại thôi, đổi lại lại và ta xem kết quả thử xem ha. Thì giờ ta qua cái demo. Đấy, cái bài chúng ta qua cái demo ha. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái sublet là thử chúng ta so cái sublet này đi. Đấy, thì qua bên này chúng ta sẽ tiến hành khai báo một cái web sublet. Web sublet. Đấy, web sublet. Đấy. Thì lúc này nó gọi cái thư viện với sublet annotation web sublet ra. Và trong này chúng ta sẽ có URL URL button đấy, thì button được chưa? Và chúng ta bằng và chúng ta cập mở cặp dấu mốc, thì trong trong dấu mốc này là các cái URL ví dụ như là hello được chưa? Đấy, chúng ta định nghĩa một URL hello đó, được chưa? Rồi chúng ta phải chúng ta có thể một cái URL khác được chưa? Là xin chào giống nãy, xin chào. Đấy, xéo lại. Thì bây giờ chúng ta tắt cái này đi, trình duyệt đi, và chúng ta chạy lại thử xem là runes. Được chưa? Chạy lại thử xem. Đấy, thì nó cũng sẽ ra cái URL đầu tiên là hello, được chưa? Select hello. Đấy. Giờ chúng ta bỏ cái server này, chúng ta ghi xin chào. Được chưa? Thì nó cũng ra cái nội dung đó. Đấy, đó là cách mới hiện nay chúng ta xài Service 3.0 trở lên. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có được cái này. Đó. Thì vậy cái phần hướng dẫn về cấu hình Servlet bằng hai cách là HTML và annotation web servlet đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn gặp lại trong cái video tiếp theo.